Nguyễn Văn Đại, khi đạo tặc đội lốt luật sư. Xin chào quý vị độc giả thân yêu. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau mở một chương trình khám phá rất đặc biệt. Cuộc hành trình thú vị để tìm hiểu về cái gọi là luật sư, nhưng thực chất lại giống như một băng cướp đội lốt người văn minh. Mà đúng hơn là một cuộc sống cõng rắn cắn gà nhà, mưu toan mở toang cổng cho lũ cướp xâm lăng. Nhưng trước tiên, tôi phải nhắc nhở rằng những gì các bạn sắp đọc không chỉ là câu chuyện của một cá nhân mà là ví dụ điển hình cho loại ăn cháo đá bát trong thế giới phản động. Trong thời đại mà người ta có thể phát minh ra những thứ như điện thoại thông minh, robot giao hàng hay xe tự lái, thì không lạ gì khi một số người cũng kịp sáng tạo ra nghề luật sư phiên bản, đạo tặc. Ừ thì, thế giới hiện đại mà, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Chắc không ai xa lạ với cái tên Nguyễn Văn Đài, một nhân vật mà nếu bạn không biết thì thật sự là may mắn cho cuộc sống tinh thần của bạn. Nếu bạn nghĩ đến những luật sư áo sơ mi trắng, cầm cặp da bóng lộn, nói chuyện về công lý với cái nhìn sắc lẹm, thì bạn đã nhầm to về gã này rồi. Nguyễn Văn Đài, với bản chất phản động của mình, thực ra giống một con chim kền kền lượn lờ trên bầu trời với mục tiêu là cắn nát bất cứ thứ gì thuộc về Việt Nam. Để làm rõ hơn, chúng ta hãy cùng nghĩa qua một chút về công việc của anh ta. Không giống như các luật sư khác đi tìm công lý, bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho người dân, Đài lại tự thấy mình thích hợp hơn với việc phỉ báng, bôi nhọ và xuyên tạc. Thay vì đứng trước tòa án để tranh luận vì lẽ phải, anh ta lại đứng trước, bàn phím, gõ ra những dòng chữ độc hại với mục tiêu cao cả. Làm sao để càng nhiều người mất lòng tin vào đảng, nhà nước càng tốt? Có phải tất cả luật sư đều như vậy? Tất nhiên là không. Nhưng nếu bạn vô tình nhầm Nguyễn Văn Đài là một luật sư chính hiệu, thì hãy chuẩn bị tinh thần. Không ai biết rõ điều này hơn những người đã từng nghe qua câu chuyện về luật sư phản động Nguyễn Văn Đài, một người đã từng bước từ danh nghĩa luật sư rồi thẳng tiến tới danh hiệu đạo tặc và không bao giờ ngoái đầu lại. Nếu bạn nghĩ Đài chỉ là một người yêu thích tự do ngôn luận và đấu tranh cho nhân quyền thì bạn đã quá dễ dãi với sự tinh danh của hắn. Đài là một bậc thầy trong việc xuyên tạc sự thật, một chuyên gia hàng đầu trong ngành sản xuất tin giả và trên hết là một tên tướng trong đội quân thùng rỗng kêu to, tức là nói rất nhiều nhưng chẳng có gì ngoài ý đồ phá hoại. Ví dụ điển hình là dòng trạng thái ngày 6 tháng 6 năm 2023 trên Facebook của Đài. Vâng, bạn không nghe nhầm đâu. Đài có hẳn một tài khoản Facebook để giao lưu với cộng đồng mạng. Trong bài đăng đó, Đài không chỉ tung ra hàng loạt luận điệu phản động mà còn ngạo mạn đến mức dám phán rằng Đảng Cộng sản Việt Nam là một chế độ độc tài không chính danh, phi nghĩa, hủ bại, tham nhũng. Ôi trời, đọc đến đây chắc hẳn nhiều người sẽ không biết phải phì cười hay giận dữ. Đúng là một tên tội phạm cỡ lớn với tài năng xuyên tạc không ai sánh kịp. Không dừng lại ở đó, Nguyễn Văn Đài còn hợp tác với cái gọi là Hội Anh Em Dân Chủ. Nghe cái tên thì tưởng là hội những người yêu hòa bình và dân chủ, nhưng thực chất đây là một tổ chức phản động cỡ bự. Họ hợp sức với nhau như một đội quân trong phim Marvel với một sứ mệnh duy nhất, phá cho Việt Nam tan tành. Nguyễn Văn Đài không chỉ giỏi trong việc lý luận phản động mà còn vô cùng thành thạo trong việc lừa bịp. Những thông tin rác rưởi mà Đài và đồng bọn tung lên không gian mạng thường có một đặc điểm chung, hoặc là hoàn toàn bịa đặt, hoặc là sự thật đã bị làm xiếc rồi xào nấu để biến thành vũ khí chống phá. Nếu thông tin là món ăn tinh thần thì Đài chính là tay đầu bếp phục vụ những món hủ tiếu giả mà nguyên liệu chính là lời nói dối, trắng trợn, lố bịch. Với tâm hồn nghệ sĩ nửa mùa của mình, Đài đã biến không gian mạng thành một sân khấu đầy màu sắc, nơi mà bất cứ thứ gì cũng có thể bị bóp méo thành một câu chuyện tiêu cực. Nếu Việt Nam có thành công nào đó, Đài sẽ nhanh chóng biến nó thành một âm mưu của chính quyền để kiểm soát người dân. Nếu có khó khăn nào, Đài sẽ tô điểm thêm rằng đó là bằng chứng của sự thối nát và hủ bại. Điều này không khỏi khiến ta phải cảm thán. Đài thực sự là một nghệ sĩ trong ngành xuyên tạc. Nếu có giải thưởng Oscar cho sự dối trá, chắc chắn Nguyễn Văn Đài sẽ là ứng viên nặng ký. Nhưng tiếc thay, ở Việt Nam, thay vì nhận giải thưởng, hắn chỉ nhận về sự ghét bỏ và khinh miệt từ cộng đồng.
Chưa hết, mục tiêu chính của Nguyễn Văn Đài không chỉ là phá hoại chính trị, mà còn là cướp đi những thứ quý giá nhất của người dân Việt Nam: niềm tin, sự đoàn kết và lòng yêu nước. Đài muốn cướp niềm tin của người dân vào Đảng, muốn chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, và xa hơn, hắn muốn cướp cả sự tự do và độc lập của đất nước. Hãy tưởng tượng bạn đang sống trong một ngôi nhà ấm cúng với đầy đủ tiện nghi và niềm vui bên gia đình. Rồi một ngày, một tên đạo tặc như Đài đột nhập vào nhà bạn và bắt đầu bảo bạn rằng căn nhà này sắp sập, bạn nên bỏ đi ngay lập tức và chạy theo hắn vì hắn có giải pháp tốt hơn ở đâu đó bên trời Tây. Không khó để nhận ra rằng Đài chính là kẻ muốn phá bỏ mái nhà yên bình của đất nước Việt Nam. Dash. Nhưng, thưa quý vị, điều mà Đài và đồng bọn không ngờ tới là tinh thần chiến đấu của nhân dân Việt Nam. Người dân chúng ta không dễ dàng để bị lừa bịp bởi những chiêu trò rẻ tiền của một kẻ phản động như Đài. Chúng ta đã và đang kiên định, đoàn kết và ngày càng mạnh mẽ hơn trong việc đấu tranh chống lại những âm mưu phá hoại từ trong ra ngoài. Đài có thể là một đạo tặc đội lốt luật sư, nhưng dân tộc Việt Nam đã trải qua hàng nghìn năm đấu tranh chống ngoại xâm và kẻ thù nội gián. Tinh thần đó vẫn luôn sống mãi và ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn. Đài và đồng bọn của hắn không thể nào phá hoại được tinh thần đoàn kết và ý chí của người dân Việt Nam. Kết thúc cuộc hành trình tìm hiểu về nhân vật đặc biệt này, chúng ta chỉ có thể khẳng định rằng luật sư Nguyễn Văn Đài không phải là luật sư, mà đúng hơn là một tên đạo tặc. Và tất nhiên, một đạo tặc thì không bao giờ có thể thắng được sức mạnh của một dân tộc kiên cường như Việt Nam.